Có chuyện gì vậy? Đồ điên à! Tại sao anh lại ngủ ở trên giường của tôi? Cô bị sao đấy? Đây là phòng trọ của tôi. Phòng trọ của anh á? Thế này là thế nào? Sao tôi lại ở đây? Cô không nhớ gì thật à? Ê, con ngựa này đi nhanh lên, đi chậm thế. Tôi là xe ôm, không phải ngựa. Thế à? Thế hóa ra là nhầm. Xin lỗi nhá. Còn gái còn lứa, uống say mơ cả mắt, không biết trời đất là gì cả. Này, tôi không say nhá. Trên là trời, dưới là đất. Say được một giây. Vậy nhà cô ở đâu? Cô chỉ đi, tôi đưa cô về. Chứ cứ đi thế này đến bao giờ? Ừ nhỉ. Nhà đâu nhỉ? À, nhà tôi hả? Này, cô ngủ thế thì tôi đi kiểu gì? Này, tôi... ngày gì mà đen đủi thế? Anh đen đủi con khỉ á, tôi mới là người đen đủi đây này. Cô nói gì cơ? Chẳng thế, tôi say thì anh có thể tùy tiện lợi dụng đưa tôi lên giường như thế này à? Cô yên tâm, nhìn cô cũng xinh đẹp đấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Trách nhiệm cái đầu anh ý. Ngay bây giờ anh bỏ hết mấy cái chuyện này ra khỏi đầu anh đi cho tôi. Chuyện đã xảy ra rồi, sao nói quên là quên được. Tôi bảo rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cô yên tâm. Anh bị điên à? Anh có biết tôi là ai không mà anh nói như thế? Tôi không quan tâm. Tôi không nói nữa, tôi phải đi rồi. Tóm lại là anh không cần chịu trách nhiệm, cũng không được nhớ gì hết. Anh nhớ chưa? Cứ thế mà đi à? Mình còn chưa biết tên cô ấy nữa. Cái gì đấy? Hạ Nhiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn AB. Cái gì á? Chủ tịch Tập đoàn ABA á? Chủ tịch, may quá cô đến rồi ạ. Chị không ở trên văn phòng làm việc, xuống đây làm gì? Giám đốc Nam của công ty VJ đến rồi. Anh ấy nhất định muốn gặp cô, mà tôi gọi cô không có được, nên là tôi mới xuống đây ạ. Chúng ta lên thôi, tôi cũng muốn gặp anh ta, nói chuyện cho rõ ràng. Ok, nhưng mà chủ tịch, cô quyết định như thế này lên sao? Ý chị là gì? Hôm qua tôi ngủ muộn quá, sáng vội đi làm nên là chưa chuẩn bị gì cả, chị thông cảm. Dạ vâng, không sao ạ, mời chủ tịch. Mất bao nhiêu công mới chuốc được cô ta say, thế mà loáng cái chạy đi đâu mất tăm, không hiểu ai đưa cô ta về. Giám đốc Nam đợi tôi lâu chưa? Chủ tịch Nhiên, tôi cũng mới đến thôi. Giám đốc Nam cũng nhanh thật. Hôm qua chuốc cho tôi say, mà thoáng cái đã không thấy đâu. Hại tôi đêm qua ngủ mê mệt không biết gì. Thế hóa ra hôm qua chủ tịch Nhiên về nhà. Vậy giám đốc Nam nghĩ tôi sẽ đi đâu? À, cô đừng hiểu nhầm. Hôm qua tôi thấy cô say quá, định gọi xe đưa cô về. Nhưng lúc quay lại thì lại chẳng thấy cô đâu. Tôi lo quá, đi tìm cả đêm mà không thấy. Sáng nay thấy không yên tâm nên tôi mới đến sớm. Để xem thế nào thì cô ổn thế này là tốt rồi ạ. Sao tôi nghe anh nói cứ như kiểu là anh muốn tôi xảy ra chuyện gì đó ấy nhỉ? Ơ không, tôi làm gì có ý đấy. Công ty tôi và tập đoàn ABA chuẩn bị hợp tác. Tôi mong như vậy khác nào tự triệt đường sống của mình chứ. Tôi cứ có cảm giác hôm qua giám đốc Nam cố tình chút say tôi, có đúng không? Hay là do tôi say quá nên tôi nhớ nhầm? Chủ tịch Nhiên đừng đùa thế chứ, tôi còn ủng hộ cô bao nhiêu mà. À, thế hóa ra là tôi hiểu nhầm anh, xin lỗi nhá. Không có gì đâu, chúng ta bắt đầu công việc thôi, cũng muộn rồi. Mời anh.
Tập đoàn cô ấy lớn thật đấy. Mình có mơ ước cả đời cũng chẳng thể tiến vào. Nói gì theo đuổi người ta. Thằng kia, mày đứng đấy làm gì đấy? Tôi đến tìm chủ tịch tập đoàn ABA. Cậu là ai vậy ạ? Mày cũng biết chủ tịch tập đoàn ABA á? Mày nói phét à? Cô ấy tên là Hạ Nhiên. Tìm chủ tịch Nhiên làm gì? À, hôm trước cô ấy có làm rơi cái thẻ ngân hàng ở trong phòng trọ của tôi. Hôm nay dọn nhà tôi mới thấy nên tôi mang cho cô ấy. Mày nói cái gì? Nhiên làm rơi đồ ở nhà mày á? Vâng, đúng rồi ạ. Mày nói nhanh, chủ tịch Nhiên đến nhà mày làm gì mà để rơi đồ? Tôi đến nhà anh ấy làm gì? Có liên quan gì đến giám đốc Nam không? Chủ tịch Nhiên, cô đến rồi ạ. Từ bao giờ mà lãnh đạo công ty PJ lại nhiều chuyện như thế này nhỉ? Không, cô hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ quan tâm cô thôi. Anh đi lên trước đi. Tôi có chuyện riêng muốn nói với anh ấy. Thư ký Ngọc Anh, chủ tịch gọi tôi ạ. Chị đưa giám đốc Nam lên phòng tiếp khách hộ tôi. Dạ vâng. Giám đốc Nam, xin mời. May quá, em đây rồi. Anh còn lo sẽ không gặp được em nữa. Hôm đó tôi nói những gì anh quên rồi à? Em nói gì cơ? Tôi đã bảo với anh chuyện đó chỉ là sự cố. Anh hãy quên ngay đi. Tại sao còn nhớ và tìm đến tôi làm gì? Em cứ nói thế. Hôm đấy là lần đầu tiên anh đưa một cô gái về nhà đấy. Vừa nữa anh với em... Nào, anh thấy rồi đấy. Tôi phải quản lý cả một tập đoàn lớn như thế này. Anh nghĩ là tôi có thời gian để nghĩ đến chuyện khác à? Em không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Việc của em thì em cứ làm. Anh sẽ chăm sóc cho em. Tôi bắt đầu thấy nhảm nhí rồi đấy. Anh nói đi, tại sao anh biết tôi làm ở đây? Hóa ra là vậy à? Cảm ơn anh nhé. Thôi anh đi về đi. Anh biết nhà tôi. Em quên anh chạy xe ôm à? Muốn biết gì mà chả được. Tôi đến sợ anh rồi đấy. Thôi tôi xin anh đừng có làm phiền tôi nữa được không? Tôi nói như vậy rồi anh vẫn không hiểu à? Em yên tâm, anh sẽ không làm phiền em đâu. Em cầm cái này đi. Cái gì đấy? Bánh mì. Mấy người bận rộn như em ấy toàn quên ăn sáng thôi. Như thế không tốt cho dạ dày đâu. Nhìn đơn giản như thế này liệu có đảm bảo vệ sinh không đấy? Em yên tâm, cửa hàng này á, anh ăn suốt, có sao đâu. Cảm ơn anh, nhưng mà bây giờ tôi vội lắm. Anh cầm lấy mà ăn đi nhá. Vội thì em cầm đến tập đoàn ăn cũng được mà. Chỉ cần tôi cầm là anh sẽ để tôi yên đúng không? Rồi, anh đi được rồi đấy. Chẳng phải em vừa bảo là em đang vội à? Để anh đưa em đi làm nhá. Này, anh đừng có được đằng chân lên lần đầu nhá. Lần la gì đâu, anh chỉ muốn giúp em thôi. Với lại đây cũng đâu phải là lần đầu tiên em đi xe của anh. Dạ, alo, tôi nghe đây chủ tịch. Mấy giờ rồi, sao còn chưa đến đón tôi? Dạ chủ tịch thông cảm giúp tôi. Nãy tắc đường quá, tôi vội nên phóng nhanh lấn làn, bị mấy đồng chí công an bắt. Dạ, tôi đang xử lý đây ạ. Thế còn tôi thì sao? Tôi đến tập đoàn kiểu gì? Dạ, tôi có gọi cho tổ trưởng tổ xe. Anh ấy đang điều xe khác đến rồi ạ. Bây giờ mới điều thì bao giờ mới tới nơi? Anh nghĩ thời gian của tôi dễ phung phí như thế à? Dạ, tôi xin lỗi chủ tịch. Tôi... Đấy, em thấy chưa? Cái này người ta gọi là... cái gì nhỉ? À, tín hiệu từ vũ trụ đấy. Người ta nói rằng hôm nay chỉ có anh mới có thể đưa em đi làm được thôi. Tôi chịu anh đấy. Em lên xe đi, sắp muộn giờ làm rồi đấy. Mũ bảo hiểm anh đội cho nhé. Ok. Lên xe.
đến rồi. Hết bao nhiêu tiền đây tôi gửi? Thôi, anh không lấy tiền đâu. Anh như thế này là sao? Mua đồ ăn sáng cho tôi, chở tôi miễn phí. Anh định biến tôi thành người sống lợi dụng người khác à? Chúng ta đâu phải người khác. Em cứ vào đi. Anh làm xe ôm mà cũng giàu quá nhỉ? Dành dụ mãi cũng đủ vốn để cưới vợ rồi đấy. Cảm ơn. Thằng kia, hóa ra là cậu à? Giật hết cả mình. Sao cậu xuất hiện bất ngờ thế? Mày cũng to gan nhỉ? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à? Chuyện này thì liên quan gì tới cậu? Thằng khốn này, mày biết tao đợi Nhiên bao lâu rồi không mà mày dám nói thế? Tôi không quan tâm. Tôi và Nhiên đã xảy ra chuyện đó rồi, nên tôi phải cưới bằng được cô ấy. Mày nói cái gì cơ? Mấy cái chuyện tế nhị này không nên nói ra ngoài, không hay ho gì cả. Mà thôi, cậu đừng có làm phiền tôi nữa. Hóa ra hôm Nhiên say là mày đưa cô ấy về đúng không? Ô, cậu biết cả chuyện này cơ à? Thằng chó này, mày có biết tao tốn bao nhiêu công mới chuốc say được cô ấy? Thế mà mày dám hớt tay trên đón cô ấy về, tao phải giết mày. Ê, này, cậu cứ bình tĩnh đã. Hôm đấy là tôi tình cờ chạy qua, cô ấy vẫy tôi thì tôi trở về thôi. Tôi là xe ôm mà. Vậy mày đưa cô ấy về nhà làm gì hả? Chuyện gì mà ồn ào thế? Giám đốc Nam, thân phận của anh như thế nào? Tại sao anh lại đứng đây hơn thua một người xe ôm như vậy? Cô hiểu nhầm rồi. Tôi với anh ta có gặp nhau vài lần, thuận tiện chào hỏi qua thôi. Anh kia, anh quen chủ tịch Nhiên đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh cũng giỏi thật đấy. Đến cả chủ tịch của chúng tôi mà anh cũng quen được. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, anh nên tránh xa người đàn ông vừa nãy ra. Anh ta không đơn giản đâu. Cảm ơn cô. Vậy nhá, anh đi làm đi. Tôi vào làm việc tiếp đây. Chào cô. Có chuyện gì vậy? Giám đốc Nam chưa đến à? Khi nãy tôi thấy anh ấy đến rồi, nhưng mà bây giờ thì không biết đi đâu mà lại chưa lên đây. Chủ tịch, nếu cô không ăn thì tôi mang đi bỏ được không ạ? Ừ. Ai bảo tôi không ăn? Xe ông chú ơi! Hóa ra là mày ở đây à? Làm tao tìm mày mãi. Cậu tìm tôi làm gì? Chúng ta có thân thiết gì đâu. Mày lại còn dám nói à? Tao tốn bao nhiêu công mới có cơ hội để chuốc say được Nhiên. Thế mà mày dám. Mày đúng là chán sống thật à? Tôi đang không hiểu cậu nói gì cả. Mày lại còn giả ngu nữa à? Nhiên gì? Đập gãy chân nó cho tao. Cha hỏi cái quán ở đâu, ship nó về, tội vạ đâu tao chịu. Giám đốc Nam rảnh nhờ? Bao nhiêu chuyện quan trọng thì không làm, rảnh rỗi ra đây làm những chuyện nhảm nhí như thế này à? Chủ tịch Nhiên, cô đến khi nào thế ạ? Tôi phải hỏi anh mới đúng đấy. Anh đang định làm gì anh ấy? Anh đừng tưởng là tôi không biết. Bữa tiệc liên hoan ngày hôm đó, anh giở trò gì với tôi? Không phải đâu ạ. Chủ tịch Nhiên đừng hiểu nhầm, tôi không có ý xấu đâu ạ. Tốt nhất á, là anh nên biết thân biết phận. Dự án công ty anh có phụ thuộc vào tập đoàn tôi nhiều lắm. Nếu như mà anh Dư xảy ra chuyện gì, tôi sẽ quy hết lên đầu anh. Đến lúc đó, hậu quả tôi e là anh không gánh nổi đâu. Chủ tịch Nhiên, nó chỉ là một thằng xe ôm thôi mà. Cô có phải bất chấp như thế không? Tôi làm gì cần phải anh chỉ bảo à? Tôi không dám. Nếu như anh còn dở mấy cái trò này nữa thì tôi sẽ cho luật sư sang làm việc, chứ không đơn giản là cắt tiền đầu tư đâu. Tôi hiểu, xin phép chủ tịch. Anh không sao chứ? Anh không sao, may là em đến kịp đấy. Tôi đã dặn anh rồi mà anh không nghe cơ. Bây giờ anh sợ chưa? Anh có em rồi thì anh sợ cái gì? Mà em này, em đến tìm anh có việc gì không? Tôi đường đường là chủ tịch tập đoàn ABA, đâu thể nào sống lợi dụng anh được. Để tôi mời anh đi ăn trưa, xem như là cảm ơn bữa ăn sáng với cuộc sale hôm qua. Em nói thật à? Nhưng mà thôi, anh làm mọi điều vì em, không cần báo đáp gì cả, nên em cũng đừng khách sáo như thế. Thế có nghĩa là anh không muốn đi ăn cùng với tôi?
Ok, vậy tôi về trước đây. Ê, từ từ đã, anh đã nói hết đâu. Ý của anh là ấy, những chuyện anh đã làm với em thì em không cần phải cảm ơn anh làm gì cả. Chỉ xin em là cho anh được mời em đi ăn trưa, đi cà phê, thậm chí là được đi chơi với em mỗi khi em rảnh thôi. Anh cũng láo cá thật đấy. Làm xe ôm coi như là hơi phí rồi. Thôi được rồi, tranh thủ chút thời gian buổi sáng, chứ buổi chiều tôi bận lắm. Ok luôn, em thích đi đâu nào? Anh còn cười cái gì nữa? Anh có cười đâu. Nổ máy đi đi, tôi chỉ đường cho.